Chào mừng mọi người đã quay trở lại với chương mục VGC Pokemon mỗi tuần. Tại đây chúng ta sẽ cùng nhau khám phá về các Pokemon thú vị và lối chơi của các Pokemon đấy trong đấu trường VGC. Và tớ là Tùng Huế, rất hân hạnh được đồng hành cùng với các bạn trong hành trình tìm hiểu về thế giới phong phú của các Pokemon thông qua các số tiêu điểm VGC. Không để mọi người chờ đợi lâu nữa thì ngay bây giờ hãy cùng nhau tìm hiểu về Pokemon đặc biệt được nhắc đến trong tiêu điểm VGC tuần này. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lên cổ máy thời gian, quay về vùng đất Hisui trong quá khứ để tìm hiểu về một Pokemon đặc biệt ở vùng đất này. Và không ai khác đó chính là Hisuian Gudra, mang hình dáng của một con rắn Oxen với vỏ rắn chắc màu xanh tím bao quanh. Hisuian Gudra là một biểu tượng của sự kiên trì và khả năng thích nghi trong môi trường khắc nghiệt. Nhờ lớp vỏ bảo vệ, chú rắn Oxen này có khả năng chống chịu và linh hoạt rất cao trong các trận chiến. Và thân hình của Pokemon này thì lại rất uyển chuyển, phù hợp với địa hình sương mù và rừng núi của vùng đất Hisui. Để hiểu rõ hơn về sức mạnh của Pokemon này, hãy cùng nhau khám phá về sức mạnh của Gudra Hisui trong phần tiếp theo. Tổng quan về sức mạnh. Khác với Gudra thường, Hisuian Gudra đặc biệt nổi bật hơn với lớp vỏ dày trên lưng của bản thân, làm nên một lá chắn vững chắc trong các trận chiến. Với chỉ số phòng thủ cao nhờ lớp vỏ thép cứng cáp, Pokemon này có thể hấp thụ và chống chịu sát thương từ nhiều loại đòn tấn công khác nhau. Tính cách gắn bó của nó cũng thúc đẩy khả năng bảo vệ đồng đội, làm tăng thêm ý chí chiến đấu và kiên cường của nó khi có những người bạn bên cạnh. Trong môi trường khắc nghiệt của vùng Hisui, chú rồng Oxen này là một biểu tượng của sức mạnh phòng thủ, dẻo dai và khả năng sống sót đáng kinh ngạc. Đóng vai trò vừa là người bảo vệ, vừa là đối thủ khó nhằn trong thế giới Pokemon. Và ngoại hình lẫn nét tính cách độc đáo đó là một phần tạo nên bộ chỉ số của Hisuian Gudra. Chỉ số cơ bản lên tới 600, là một trong những á thần của thế giới Pokemon. Hisuian Gudra có sức phòng thủ đặc biệt vượt trội, biến nó trở thành một Pokemon khó nhằn trong các trận chiến dài hơi. Cụ thể, với chỉ số sinh lực khá ổn là 80 và chỉ số phòng thủ đặc biệt cao ở mức 150, giúp cho Pokemon này chống chịu tốt trước các đòn tấn công đặc biệt từ đối thủ. Giống như lớp vỏ cứng cáp bảo vệ nó khỏi điều kiện khắc nghiệt của vùng Hisui. Bên cạnh đó, với khả năng phòng thủ vật lý là 100, Hisuian Gudra cũng có khả năng đứng vững trước các đòn tấn công cận chiến mạnh mẽ. Ở mạng tấn công, dù chỉ số tấn công đặc biệt có nhỉnh hơn, nhưng mạng tấn công vật lý với con số là không cách biệt quá xa thì đây cũng có thể là một sự lựa chọn khiến cho đối thủ bất ngờ. Tuy nhiên, với tốc độ là 60, Hisuian Gudra không phải là một Pokemon nhanh nhẹn và có thể phụ thuộc vào sự hỗ trợ từ đồng đội để đảm bảo các đòn tấn công được tung ra kịp thời. Nhìn chung, Hisuian Gudra là một bức tường phòng thủ mạnh mẽ với sức chịu đựng đáng kể và khả năng chống chịu tốt trong nhiều tình huống, phù hợp cho vai trò chịu đòn, tấn công và cả hỗ trợ trong các đội hình chiến thuật. Ability: Hisuian Gudra sở hữu 3 đặc tính thú vị, Sapsipper, Cell Armor và Gui. Mỗi đặc tính đều hỗ trợ khả năng chiến đấu và phòng thủ, đồng thời phản ánh đặc điểm thích nghi của nó trong môi trường tự nhiên khắc nghiệt của vùng Hisui. Sapsipper: khi có đặc tính này, Hisuian Gudra sẽ miễn nhiễm với các đòn tấn công hệ cỏ, đồng thời gia tăng chỉ số tấn công vật lý khi nó bị chiêu thức hệ cỏ đánh trúng. Điều này không chỉ giúp bảo vệ bản thân nó khỏi các chiêu thức hệ cỏ, mà còn đó là biến các đòn tấn công này trở thành một lợi thế của bản thân, phản ánh cách mà Hisuian Gudra tận dụng mọi yếu tố xung quanh để phát triển sức mạnh của mình. Cell Armor lại là đặc tính có thể ngăn chặn các đòn tấn công chí mạng từ phía đối thủ, giúp cho Hisuian Gudra trở thành một bức tường vững chắc trên chiến trường. Lớp vỏ cứng cáp tượng trưng cho khả năng chịu đựng của nó, bảo vệ bản thân khỏi những đòn tấn công nguy hiểm nhất và gia tăng khả năng trụ sân trong các trận chiến căng thẳng. Đến với đặc tính của Gui, khi bị trúng đòn tấn công cận chiến, đối thủ sẽ bị làm giảm tốc độ nhờ vào lớp chất nhờn dẻo bám vào họ. Đặc tính này không chỉ làm giảm tốc độ của đối thủ khiến họ khó tiếp cận hoặc là né tránh, mà còn phản ánh cách Hisuian Gudra bảo vệ không gian của mình trong môi trường sống bằng cách làm chậm mọi mối đe dọa đến gần. Đến với hệ của Pokemon thì Hisuian Gudra thuộc hệ rồng và thép, mang đến cho nó nhiều lợi thế và đặc điểm độc đáo nhất là ở mạng phòng thủ. Có cho mình lớp vỏ cứng cáp từ thép và sự kiên cường từ rồng giúp cho Hisuian Gudra có thể chống lại nhiều đòn tấn công khác nhau. Với hệ rồng và thép, Hisuian Gudra có khả năng chống lại các đòn tấn công từ hệ thường, bay, đá, bọ, thép, nước, cỏ, điện, siêu linh. Và điều này giúp cho nó duy trì sự ổn định trong các trận chiến với các đối thủ mạnh mẽ. Đặc biệt, Hisuian Gudra hoàn toàn miễn nhiễm với các đòn tấn công hệ độc nhờ vào lớp vỏ thép dày dặn của bản thân. Tuy nhiên thì Pokemon này cũng có những điểm yếu là dễ bị tổn thương trước các đòn tấn công từ hệ giác đấu và đất. Những điểm yếu này có thể bị khai thác bởi đối thủ nếu không cẩn thận. Ở mạng tấn công thì Hisuian Gudra lại có ưu thế khi tấn công lên các Pokemon bằng hệ đá, băng, tiên và rồng. Điều này thì cho phép chú rồng Oxen này tấn công hiệu quả lên các Pokemon phổ biến trong đấu trường hiện nay, khai thác tốt sức mạnh của nó để tạo ra những đòn tấn công mạnh mẽ. Tuy nhiên với các đối thủ mang hệ thép thì Gudra Hisuian lại không thể gây ra sát thương hiệu quả, việc này làm hạn chế khả năng tấn công trong những tình huống nhất định. Đến với thế mạnh và điểm yếu, một trong những điểm mạnh nổi bật của Hisuian Gudra là khả năng trụ sân rất cao nhờ vào chỉ số sinh lực, phòng thủ đặc biệt và phòng thủ vật lý rất tốt, giúp cho Pokemon này có thể chịu được các đòn tấn công mạnh mẽ. Sự kết hợp của song hệ rồng và thép cũng khiến cho chú rồng Oxen này trở nên cực kỳ cứng cáp khi có thể kháng rất nhiều hệ, đặc biệt thì là hệ độc, giúp miễn nhiễm lại các chiêu thức như là Toxic. Về đặc tính thì ba đặc tính mà Hisuian Gudra sở hữu đều mang lại cho Pokemon này một lợi thế nhất định. Ví dụ như là Cell Armor sẽ giúp cho Hisuian Gudra trụ sân lại tốt hơn.
Subsipper giúp miễn nhiễm lại các chiêu thức hệ cỏ, đặc biệt là chiêu thức rung ngũ hệ cỏ như là Spore. Goey lại là đặc tính thích hợp khi muốn kiểm soát tốc độ của đối thủ. Ngoài ra thì với điểm mạnh vốn có ở mạng phòng thủ, chú rồng Oxen này của chúng ta còn có thể học được các chiêu thức gia tăng phòng thủ như là Shelter và tấn công bằng khả năng phòng thủ đã được gia tăng như là Body Break. Và tuy có rất nhiều điểm mạnh khiến cho Hisun Kudra trở nên rất đặc biệt, thì dù vậy bức tường thép có cứng tới đâu nếu bị khai thác trúng điểm yếu thì sẽ rất khó khăn để trụ sân. Một số điểm yếu nhỏ của chú rồng Oxen này thì chắc chắn sẽ là tốc độ. Khi tốc độ vốn có lại không đủ nhanh nhẹn để tấn công trước hay là quá chậm để sử dụng trong Drum, thế nên thì Hisun Kudra khá là dễ trở thành một bia đỡ đạn trước khi tấn công được đối thủ. Một điểm yếu nữa là về hệ thì song hệ của Pokemon này dù rất tốt nhưng vẫn sẽ bị khắc chế bởi các đòn tấn công từ hệ giác đấu và đất, vốn là hai hệ tấn công rất dễ bắt gặp trên đấu trường hiện nay. May mắn thì những điểm yếu trên của Hisun Kudra lại được khắc phục dễ dàng khi mà chọn được lối chơi đúng đắn thì vẫn có thể biến những điểm yếu đó trở thành một lợi thế của bản thân. Đối với điểm yếu tốc độ, dù có gia tăng bằng Tailwind thì cũng không quá hiệu quả, thế nên ưu tiên là gia tăng vào khả năng phòng thủ và hồi phục của Pokemon này, lấy điểm mạnh bù lại cho điểm yếu, đến mức nhất định thì phản đòn lại bằng Body Break. Còn ở điểm yếu về hệ thì có thể tận dụng cơ chế Terra để giảm đi các điểm yếu vốn có của nó. Đến với lối chơi của Pokemon, với Hisun Kudra thì sẽ có khá là nhiều lối chơi mà mọi người có thể lựa chọn. Dù vậy thì lối chơi mà chúng tôi thấy là tối ưu nhất cho chú rồng Oxen này sẽ là lối chơi phòng thủ và hỗ trợ hồi phục. Với lối chơi phòng thủ và hồi phục thì Hisun Kudra có thể tận dụng được tốt các đặc điểm mà bản thân vốn có, từ các chỉ số rất cao ở khả năng phòng thủ cho đến các đặc tính mà Pokemon này sở hữu. Với lối chơi này thì khi tham gia các trận chiến, việc đầu tiên cần làm sẽ là gia tăng khả năng phòng thủ của bản thân Kudra, ví dụ như là sử dụng các chiêu thức như là Shelter để gia tăng hai bậc chỉ số phòng thủ vật lý. Sau đó thì sẽ tấn công bằng chiêu thức Body Break, một chiêu thức sử dụng chỉ số phòng thủ vật lý để gây sát thương. Chúng ta thì sẽ cần những đồng đội có thể dẫn tường trắng hoặc là có thể hỗ trợ hồi phục cho Hisun Kudra khi mà Pokemon này bị tấn công hay dồn sát thương. Đến với phần tiếp theo đó là xây dựng sức mạnh. Với lối chơi là thiên về khoản chống chịu và hồi phục, dưới đây sẽ là một số tham khảo để giúp tối ưu khả năng phòng thủ của Hisun Kudra. Về phần EVS và IVS, đầu tiên đến với EVS, để giúp cho chú rồng Oxen của chúng ta hoàn thành tốt vai trò phòng thủ và tấn công, vậy nên tớ sẽ đầu tư tối đa vào sinh lực của Hisun Kudra để giúp nâng cao khả năng sống sót trong các trận đấu, cho phép Pokemon này chịu đựng nhiều đòn tấn công hơn. Với chỉ số sinh lực cao, Kudra có thể hồi phục hiệu quả hơn thông qua các chiêu thức hồi phục và tăng cường khả năng kéo dài thời gian trên sân đấu. Cùng với đó là sẽ đầu tư tối đa vào mã phòng thủ vật lý để giúp cho Hisun Kudra trở thành một tanker thực thụ. Sự tăng cường này sẽ giúp nó giảm sát thương nhận được từ các đòn tấn công vật lý, rất hữu ích khi đối đầu với nhiều Pokemon tấn công mạnh mẽ. Và còn đó là sự kết hợp hoàn hảo khi đi chung với chiêu thức Body Break. Ở chỉ số phòng thủ đặc biệt thì chúng tớ sẽ gia tăng là 4 điểm. Với chỉ số này là đã rất cao rồi, thế nên thì chúng tớ vẫn sẽ ưu tiên hơn về mã phòng thủ vật lý. Về IVS thì chúng tớ sẽ nâng cho Hisun Kudra ở các chỉ số đều là 31, giúp tạo điều kiện thuận lợi cho nó trong việc thực hiện các vai trò của mình. Tổng thể thì với IVS hoàn hảo sẽ giúp cho Hisun Kudra có thể phát huy tối đa tiềm năng phòng thủ và sự kiên cường của mình trên sân đấu. Đến với Ability, cả ba đặc tính đều rất hữu ích với vai trò là trụ sân và hồi phục, nhờ đó mà giúp cho Pokemon này phát huy tối đa tiềm năng trong các trận đấu, đặc biệt là với vai trò phòng thủ. Về sự lựa chọn thì chỉ còn là phụ thuộc vào đặc điểm mà nhà huấn luyện muốn hướng đến để phù hợp với đội hình và kiểu chiến thuật. Ở đây thì với lối chơi mà chúng tôi muốn hướng đến thì chúng tôi sẽ ưu tiên lựa chọn hai đặc tính sau. Subsipper sẽ là đặc tính giúp cho Hisun Kudra miễn nhiễm với các đòn tấn công từ hệ cỏ, nhất là các chiêu thức bào tử rô ngủ cực kỳ khó chịu, điều mà có thể khống chế rất tốt với chú rồng này. Ngoài ra thì khi kết hợp với việc Terra hệ nước giúp giảm đi các điểm yếu từ hệ thì còn có thể tận dụng để dụ đối thủ tấn công bằng các chiêu thức hệ cỏ. Đến với Cell Armor thì lại là đặc tính tốt hơn nếu muốn phòng thủ tuyệt đối, khi mà không có bất kỳ đòn tấn công nào có thể đánh chí mạng lên Hisun Kudra thì chú rồng Oxen này vốn đã rất khó hạ gục, nay sẽ càng khó hạ gục hơn nữa. Về tính cách là một sự lựa chọn rất quan trọng để giúp gia tăng thêm hiệu quả của vai trò mà Pokemon đảm nhiệm. Vậy nên đối với Hisun Kudra với vai trò chính là trụ sân, chú rồng Oxen của chúng ta sẽ phù hợp nhất với các tính cách sau đây khi đã phối hợp với sự phân bố chỉ số ở trên. Careful và Calm sẽ là hai đặc tính rất phù hợp dành cho Hisun Kudra nếu bạn muốn Pokemon này mạnh mẽ hơn trong việc chống lại các đòn tấn công đặc biệt. Khi ở chỉ số thì đã gia tăng tối đa vào khả năng phòng thủ vật lý. Tăng cường khả năng phòng thủ đặc biệt thì sẽ giúp cho Kudra có khả năng tồn tại lâu hơn trước các Pokemon sử dụng đòn tấn công đặc biệt. Điều này sẽ rất quan trọng trong đấu trường hiện nay khi đối đầu với nhiều Pokemon mạnh mẽ. Giảm đi chỉ số tấn công vật lý hoặc là đặc biệt thì cũng không gây ảnh hưởng lớn vì Kudra không chủ yếu tập trung vào việc gây sát thương bằng hai chỉ số này. Và việc chọn trang bị phù hợp cho Hisun Kudra là yếu tố quan trọng để tối ưu hóa khả năng phòng thủ của Pokemon này trong đấu trường. Thế nên Leftover sẽ là trang bị mà chúng tôi lựa chọn để phù hợp với lối chơi của chú rồng Oxen này. Với tác dụng là sẽ giúp Pokemon sở hữu hồi phục 1/16 lượng HP mỗi lượt. Điều này thì sẽ rất hữu ích cho một Pokemon như là Kudra. Có vai trò như là một tanker trong đội hình thì việc hồi phục liên tục giúp cho Kudra duy trì sức khỏe trong suốt trận đấu, cho phép nó có thể chịu đựng nhiều đòn tấn công hơn và kéo dài thời gian trên sân đấu.
Kết hợp với các chiêu thức hồi phục khác thì Leftover tạo ra sự bền bỉ, giúp cho Hisuan Kudra có thể đóng góp tối đa sức mạnh của mình trong đội hình vào những tình huống căng thẳng nhất. Và như đã bật mí ở trước đó thì Terra hệ nước sẽ là hệ mà chúng tôi lựa chọn cho Pokemon này. Với hệ nước thì Pokemon này sẽ không còn phải lo trước hệ giác đấu và nhất là kháng lại được hệ đất. Hơn nữa thì với hệ nước chỉ sợ mỗi hai hệ, đó là hệ điện và hệ cỏ. Và nếu kết hợp với đặc tính Sapsipper thì lúc này Kudra chỉ còn lo sợ duy nhất bởi hệ điện mà thôi. Cuối cùng, đến với những chiêu thức nên lựa chọn dành cho chú rồng Oxen này thì Shelter và Acid Armor sẽ là hai chiêu thức có hiệu khá giống nhau khi giúp cho người sử dụng gia tăng hai bậc chỉ số phòng thủ vật lý. Đi cùng với Body Breath lại là một chiêu thức tấn công rất hiệu quả khi kết hợp với hiệu ứng gia tăng chỉ số phòng thủ vật lý từ hai chiêu thức trên, vì đây sẽ là một chiêu thức lấy chỉ số phòng thủ vật lý làm chỉ số tấn công. Heavy Slam lại là một chiêu thức tấn công khác không sử dụng chỉ số tấn công vật lý để gây sát thương. Với chiêu thức này thì sẽ gây ra sát thương bằng trọng lượng của người sử dụng chia cho trọng lượng của mục tiêu. Sát thương lớn nhất thì sẽ là 120 và thấp nhất sẽ là 40. Và Lydeal để dùng hồi phục lại 1/4 lượng HP của bản thân và đồng minh. Còn Protect sẽ dùng để bảo vệ bản thân, tận dụng tốt trang bị Leftover để hồi phục và dự đoán nước đi của đối thủ. Ngoài ra thì Hisui Gura cũng có một số chiêu thức khá là hữu ích trong các trường hợp như Fade để phá vỡ các chiêu thức bảo vệ của đối thủ. Chiêu thức này còn có độ ưu tiên là cộng 2. Dragon Shear để giúp gia tăng tỷ lệ chiến mạng của Pokemon đồng minh lên 1 hoặc 2 bậc nếu mà Pokemon đó mang hệ rồng. Ice Spinner để tấn công và phá vỡ đi các địa hình môi trường trên sân đấu. Knock Off là chiêu thức rất hữu ích để phá hủy đi trang bị của kẻ địch. Yo, và như thường lệ thì bây giờ sẽ là một phần thực chiến nho nhỏ. Để coi, bên đối thủ hiện tại thì đang là một đội hình thiên về đội hình siêu linh ấy. Tớ cũng thấy là bên kia có một Pokemon sử dụng Trick Room, đó là Indeedee. Hiện tại thì bên chúng ta gọi là... tớ nghĩ là không cần mang theo Pelipper đâu, bởi vì nếu mà bên kia thiên về đấu siêu linh và hệ đất thì để coi từ từ đó nha. Nếu mà mang Pelipper ấy thì mình có thể hạ gục được Amoroth với là ở Saluna bên kia. Đối với Amoroth thì cũng hạ gục được, từ từ nhé. Thế thì lại là cần nên mang Pelipper hơn hay là Glossy đây, tại vì Glossy thì có thể là hạ độc, nhưng mà bên kia đang có hai Pokemon có thể kháng độc được, đó là Nialer với là Amoroth. Thế thì tớ nghĩ là mang Pelipper đi. Pelipper sẽ đi với Crimsnor ngay lượt đầu tiên. Cùng với đó là để cho Aboliva thì vẫn cứ đi với Kudra thôi, tại vì hai Pokemon này đang là hai Pokemon kết hợp với nhau khá tốt. Bây giờ thì cũng gọi là đầu mùa run của bên VGC rồi, nên là không biết có đội hình nào mới không ta. Thế là Snealer sẽ đi với Gardevoir ra đầu sân. Hai Pokemon bên kia thì đang là khắc chế bên Grimmsnarl bên mình khá nhiều đấy. Với Grimmsnarl thì mang hệ tiên. Bây giờ thì có nên Terra cho Grimmsnarl không đây? Về hiệu ứng thì bên mình chắc không bị khắc chế bởi hệ quá nhiều đâu, thế nên Terra Grimmsnarl cũng được. Grimmsnarl thì sẽ Terra và dọn tường trắng ở mảng mảng vật lý đi, tại vì tớ đang sợ là Gardevoir bên kia. Tớ vẫn đánh giá cao Snealer hơn nha, tại vì Snealer có một chiêu thức rất là khó chịu, đó là Diglett. Chiêu thức ru ngủ rất khó chịu luôn ấy. Mong là bên kia sẽ sử dụng Diglett vào bên Grimmsnarl, kiểu dồn sát thương vào Grimmsnarl thì nó sẽ kiểu gọi là bên kia sẽ phí một lượt Diglett cũng như là Moonblast. Hiện tại thì tớ đoán là bên kia sẽ sử dụng Moonblast vào Grimmsnarl luôn. Reflect được dẫn rồi, Diglett vô hiệu hóa này, hay quá. Hurricane, mong là không phang Focus Sash nha. Thế thì hay rồi, hạ gục được một Pokemon bên kia khá là dễ dàng. Không biết Gardevoir sẽ làm gì đây. Moonblast vào bên Pelipper rồi, ui đầu nha. Pelipper thì tớ đang mang là Focus Sash rồi nên là cũng không sao. Tớ đang nâng cho Pelipper gọi là full tốc độ cũng như là full khả năng tấn công. Ở Saluna ra sân rồi. Thông thường nhá thì ở Saluna lượt này vẫn sẽ gọi là Protect thôi để kích hoạt cái Gust. Thế nên thì tớ nghĩ thì tớ sẽ Parting Shot. À không, Parting Shot vào Gardevoir chứ, để nhằm giảm cái kia cái đã. Còn Pelipper thì cố gắng
là Wetherball hay là Hurricane và Radiopoy nhỉ? Hurricane đi, Hurricane sát thương bọn sẽ cao hơn, còn thêm hiệu ứng choáng nữa. Bên kia quyết định là Terra rồi, đừng bảo là Terra cho Ursaluna luôn nha. Rồi thế là Ursaluna không mang theo Protect à, hay là muốn động đất để hạ gục bên mình luôn. Grimmsnarl đang đổi về rồi. Grimmsnarl, tớ đang muốn đổi Grimmsnarl để cho Aboliva ra sân sử dụng Lissit. Theo tiêu điểm lần trước thì Aboliva sử dụng Lissit lên Ursaluna sẽ là hút máu khá là ổn. Hurricane đánh trúng rồi, không tới muộn để sát thương. Ơi quát. À, thế là bên kia không sử dụng Ghost hả? Không chờ đợi Ghost hả? Đây rồi. Hiện tại thì bên kia sử dụng Trick Room như bên kia mỗi tội là không sử dụng Ghost thôi. Lissit vào Saluna đi. Đối với Pelipper thì tạm thời Protect đã. Mình thì vẫn sẽ cố gắng gọi là câu thời gian để cho Trick Room bị hạ, Trick Room hết kích hoạt cái đã rồi cho nhưng mà cũng không được nhỉ, tại vì bên mình sử dụng Body Press thì bên kia lại hệ ma. Moonblast vào Pelipper chắc chắn rồi. Famine thì cũng chưa dựng được. Famine hình như chưa dựng được Reflect phải không nhỉ? À không, dựng được rồi. Dựng được rồi mới gọi là tránh được một chiêu Faker từ Ursaluna. Reflect thì còn 5 lượt nữa. Moonblast thì chưa dựng được Moonblast. Chưa dựng được tường trắng bên Lightswing. Pelipper lượt này tốc độ hình như vẫn sẽ thua bên kia, thua bên Gardevoir. Nên đổi Pelipper ra. Hai Pokemon bên mình thì đều bị kháng rồi, đều bị gây sát thương cao bởi chữ Earthquake nên là không đổi ra được. Nếu mà cần đổi ra ấy, thì nên là chờ không, đổi đi, mình liều một lần đi ha. Tại vì bên kia vẫn đang có mục đích là sử dụng chiêu Fekra để hạ gục Aboliva. Tại vì ít quát thì không gây sát thương được nên là đổi đi, mình liều đi. Vẫn là Fekra vào Aboliva thôi, không sao cả. Moonblast. Bây giờ thì cũng khó nè. Gudra không biết là có trụ được một lần Earthquake không này. Tại vì bây giờ ưu tiên của Gudra là phải sử dụng được một lần Shelter. Rồi, Ability Harvest được kích hoạt rồi. Harvest theo như tớ thì nó mỗi lần hồi máu thì nó sẽ có cơ hội để hồi phục. Mỗi lần Lissit được kích hoạt ấy, thì Harvest nó sẽ có cơ hội được hồi phục cải berry lại. Shelter đi. Tớ định dùng Lydeal nhưng mà dùng Lydeal như thế thì nó cũng gọi là không ổn. Tôi quên mất bên mình Aboliva đang là tốc độ cao hơn nhờ nên là cắt ke rồi. Hai máu, 2 HP, ôi trời ơi. Shelter thành công rồi. Ui, thế là bên kia vẫn sợ bên mình hơn nhỉ. Heal Blood à, muốn hồi máu cho Ursaluna. Hồi phục lại cho Aboliva và Aboliva lượt này. Mình thì mình đang cù nhay gọi là trong mức Trick Room đấy. Trick Room bên kia như nào rồi ta? Trick Room còn một lượt nữa. Hiện tại thì Aboliva sẽ Protect tiếp thôi, còn đối với Kukra
thì hạ gục Gardevoir để Gardevoir không sử dụng được Trick Room nữa. Nỗi sợ duy nhất bây giờ của tớ thì đang là con Osaluna này, tại vì nếu mà dược sử dụng Body Press thì lại không thể hạ gục được. Cách Long Rush, rồi, rồi, 55 máu, không sao. Heavy Slam hạ gục Gardevoir lần này. Mong là bên kia không ra Indeedee nha, chưa ra Indeedee nữa cũng khó khăn đấy. Indeedee hoặc là khó khăn hơn thì sẽ là Amarut. Tại vì Amarut đang là khắc chế của Aboliva, mà mình thì cũng Terra cho bên Whimsnarl thành hệ thép rồi, nên là khắc chế được hai con lận cơ. Nếu mà lối chơi thì tôi thấy lối chơi Aboliva kết hợp với Polyphus để hỗ trợ hồi máu cho Gudra khá là khó chịu chứ. Thêm đặc tính Harvest nữa, nó hồi máu liên tục, nếu mà cố gắng trụ sân càng lâu càng tốt thì đặc tính này nó càng ngày càng hữu ích ấy. Thế rồi Indeedee rồi, không ra, Indeedee nó vẫn đỡ hơn là Amarut. Amarut thì cũng vừa có Trick Room, vừa có gọi là chiêu bảo vệ hỗ trợ, vừa đánh đầu nữa chứ. Lượt này thì tớ nghĩ tớ sẽ từ từ nhá, bên kia đang hết Trick Room rồi, nên là bên mình Aboliva sẽ chậm hơn. Nhưng mà lượt này tớ nghĩ tớ sẽ từ từ để coi Reflect, bên mình còn hai lượt cơ. Strength Sharp vào Osaluna để giảm sức mạnh của nó cái đã. Cùng đó là Lydeal nhở, nên dùng Lydeal nhở. Lydeal đi, tại vì Body Press nếu mà hạ gục được, Body Press chắc chắn là không hạ gục được Indeedee một chiêu đâu, tại vì Indeedee thủ mạnh lắm. Mà tớ nghĩ là bên kia vẫn sẽ đánh vào Aboliva thôi, đấy, nên là Lydeal sẽ hỗ trợ Aboliva được nhiều hơn. Để giảm sức mạnh cái đã. Tại vì bên kia, Osaluna bên kia thì chúng ta không có phương án cù nhay. Chúng ta chỉ có phương án duy nhất là cù nhay thôi. Ui, giảm một bực tấn công nhưng mà được hồi full cái máu. Thế chắc là Osaluna bên kia tấn công cũng đau lắm ấy, tấn công khá là cao ấy. Chiêu Strength Sap thì là giảm một bực tấn công vật lý, xong rồi hồi lại lượng máu bằng cái chỉ số đã giảm. Mà hồi lại được nhiều thế mà chắc là tấn công cũng cao ấy chứ. Bây giờ thì bên kia lại dẫn Trick Room lại rồi nhờ. Aboliva bên mình thì tiếp tục là Lissit thôi. Còn bên mình Gudra, tớ nghĩ là Lydeal thì chắc chắn là chậm hơn rồi. Mà nếu mà hết máu thì chút nữa Polyphus cũng được hơn, nên là bây giờ cứ Body Press vào Indeedee. Bên kia quá, bỏ cuộc rồi. Không, bên mình cù nhay quá mà. Tổng kết, với Hisuian Gudra nhờ vào ngoại hình to lớn và sự cứng cáp từ lớp vỏ dày dặn, chú rồng Oxen này là một Pokemon khá tốt trong các trận đấu lâu dài, đòi hỏi sự bền bỉ, sở hữu những đặc tính tốt nhất trong việc phòng thủ và trụ sân. Hisuian Gudra không chỉ là phòng thủ hiệu quả trước các đòn tấn công mà còn là sự duy trì bền bỉ qua thời gian. Điều này giúp nó trở thành một tanker xuất sắc, có khả năng chịu đựng các đòn tấn công từ đối thủ trong khi vẫn hỗ trợ đồng đội của mình. Qua các nhận định trên, thì Hisuian Gudra không chỉ là một Pokemon mạnh mẽ mà còn là biểu tượng của sự kiên cường và sự thích ứng trong môi trường tự nhiên khắc nghiệt. Với tiềm năng to lớn trong các trận đấu và khả năng trụ sân cực kỳ tốt, chúng tớ sẽ đánh giá cho Pokemon này là 4,5 trên 5 sao qua những gì mà chú rồng Oxen này đã mang lại. Trên đây là toàn bộ thông tin mà chúng tớ đã tập hợp để giúp các bạn hiểu rõ hơn về Hisuian Gudra và lối chơi của Pokemon này. Hy vọng rằng các bạn sẽ đạt được nhiều thắng lợi trên đấu trường VGC với chú rồng Oxen to lớn này và tạo ra những trận đấu thú vị mang đến một sự mới mẻ cho cộng đồng. Nếu bạn có bất kỳ ý kiến hay là thông tin bổ sung nào cho chúng tớ, đừng ngần ngại hãy chia sẻ ở phần bình luận. Chúc mọi người thành công và tận hưởng nhiều trận chiến hấp dẫn, và hẹn gặp lại mọi người trong tiêu điểm VGC tuần sau.